Xin chào các bạn, hôm nay Hatsaha tiếp tục lại các bạn trong những video tiếp theo. Thì hạt hạnh nhân có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe, chính vì vậy đã có rất nhiều người tìm mua và sử dụng. Tuy nhiên khi chúng ta lên mạng tìm hiểu thì sẽ ra rất nhiều kết quả với nhiều mức giá khác nhau tùy theo loại và tùy theo nơi bán. Chúng ta sẽ rất là hoang mang, không biết nên mua loại nào và giá nào thì mới đúng. Vậy ngay bây giờ các bạn hãy cùng Hatsaha giải đáp thắc mắc này nhé. Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến giá của hạt hạnh nhân. Thứ nhất đó là xuất xứ hạt hạnh nhân. Thì hạt hạnh nhân có rất nhiều xuất xứ khác nhau, ví dụ như là Mỹ, Úc, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Iran, vân vân. Mỗi xuất xứ thì sẽ có chất lượng khác nhau nên giá cả cũng sẽ khác nhau. Và hiện nay trên thị trường Việt Nam thì sẽ có 3 xuất xứ hạt hạnh nhân phổ biến, đó là hạnh nhân của Mỹ, Úc và Trung Quốc. Trong đó thì hạt hạnh nhân của Mỹ và Úc thì được ưu chuộng hơn cả. Hạt hạnh nhân của Úc thì thường sẽ mẩy, căng tròn, ăn cũng sẽ béo nhất trong 3 loại. Và đặc biệt, hạnh nhân Úc sẽ có vị ngọt tự nhiên của hạt hạnh nhân mà hai loại kia không có. Và hạt hạnh nhân của Úc cũng sẽ có giá cao nhất trong 3 loại. Bởi vì hạt hạnh nhân của Úc thì thường chất lượng ổn định, hàng mới, ngon và dinh dưỡng cũng sẽ cao nhất. Còn hạt hạnh nhân của Mỹ thì sản lượng nhiều, khá phổ biến với nhiều chủng loại và giá cả khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhiều đối tượng. Cuối cùng là hạt hạnh nhân của Trung Quốc thì sẽ có giá rẻ nhất trong 3 loại. Chính vì giá rẻ cho nên là chất lượng thì sẽ không đảm bảo. Hạt thường hay bị cũ, hôi dầu, ăn ít béo, ít thơm và dinh dưỡng thì giảm đáng kể. Thứ hai là yếu tố về tiêu chuẩn hạt hạnh nhân. Thì đầu tiên đó là hạt nguyên, to, mẩy, vỏ lụa màu sáng đẹp, không bị tróc vỏ lụa hoặc là tróc không đáng kể thì sẽ là hàng cao cấp nên sẽ có giá cao nhất, phù hợp với các đối tượng cần chất lượng cao, ví dụ như mẹ bầu, em bé, người lớn tuổi, hoặc những người ăn chay, ăn thực dưỡng hoặc là ăn healthy. Tiếp theo là những hạt có kích thước trung bình, ít tróc, ít bụi thì sẽ có giá vừa phải, hợp lý hơn. Và cuối cùng đó là những hạt bị tróc vỏ nhiều, bụi nhiều, vỏ lụa sẫm màu, hạt bị lép hoặc ghép đôi thì sẽ có giá rẻ nhất vì thường dùng để làm nguyên liệu chế biến, ví dụ như làm sữa, làm bánh. Thứ ba là yếu tố về kích thước hạt hạnh nhân. Thì đầu tiên là hạt càng to thì giá sẽ càng cao, bởi vì hạt to thì thường sẽ già, mẩy, ăn sẽ béo hơn và dinh dưỡng cũng sẽ cao hơn. Còn nếu mà hạt càng nhỏ thì giá sẽ càng rẻ, bởi vì hạt càng nhỏ thì ăn sẽ càng ít béo và dinh dưỡng sẽ càng thấp hơn. Thứ tư là yếu tố hạt hạnh nhân mới hay là cũ. Thì hạt hạnh nhân mới sẽ có giá cao hơn rất nhiều so với hạt hạnh nhân cũ, bởi vì hạt hạnh nhân mới thì ăn sẽ béo hơn, ngon hơn và dinh dưỡng cũng sẽ cao hơn. Còn hạt hạnh nhân càng cũ, càng lưu kho lâu thì giá sẽ càng rẻ, bởi vì ăn sẽ ít béo, ít thơm ngon và dinh dưỡng cũng giảm đáng kể. Và thậm chí nếu lưu kho càng lâu á thì sẽ dẫn đến bị oxy hóa, làm cho hạt bị hôi dầu, khó ăn và ăn lâu ngày sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Thứ năm là yếu tố về chế phẩm hạt hạnh nhân thì sẽ có giá thay đổi tùy theo hạnh nhân nguyên hạt, hạnh nhân lát, hạnh nhân bột, hạnh nhân đã qua chế biến, ví dụ như rang mộc, rang muối, rang bơ hoặc là sữa hạt hạnh nhân hoặc các loại bánh kẹo hạt hạnh nhân. Tóm lại thì giá của hạt hạnh nhân đã qua chế biến sẽ có giá thay đổi tùy theo hao hụt, gia vị đi kèm và chi phí nhân công. Thứ sáu là yếu tố tùy theo nơi bán. Thì hạt hạnh nhân sẽ được bán với các hình thức khác nhau, ví dụ như bán online, bán tại shop, công ty hoặc là siêu thị. Đầu tiên là đối với cá nhân bán hàng online thì họ thường nhập hàng với giá rẻ để cho dễ bán. Tuy nhiên thì họ không quan tâm nhiều đến chất lượng của sản phẩm. Còn đối với shop hoặc công ty thì tùy theo định hướng mà họ sẽ chọn sản phẩm sao cho phù hợp. Cụ thể là đối với công ty chỉ quan tâm đến doanh số thì họ sẽ chọn sản phẩm giá rẻ, có sức tiêu thụ cao, tuy nhiên chất lượng sản phẩm sẽ không đảm bảo. Còn đối với công ty quan tâm đến chất lượng sản phẩm, sức khỏe người tiêu dùng thì họ sẽ nhập hàng chất lượng. Tuy nhiên, hàng chất lượng thì sẽ có giá đầu vào cao nên giá bán cũng sẽ cao hơn. Cuối cùng là hạt hạnh nhân ở trong siêu thị thì thường sẽ có giá cao hơn, quy định sản phẩm nghiêm ngặt hơn, cần nhiều giấy tờ chứng nhận hơn nên sản phẩm tương đối an toàn. Tuy nhiên, sẽ có nhược điểm, đó là hạt hạnh nhân ở trong siêu thị sẽ được nhập kho với số lượng lớn và bán trong thời gian dài nên hạt hạnh nhân sẽ không đảm bảo được độ mới ngon và rất hay bị hôi dầu. Tóm lại, giá của hạt hạnh nhân sẽ được quyết định bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, nên các bạn cần cân nhắc tìm nơi bán hàng uy tín để chúng ta có thể mua được hạt hạnh nhân chất lượng, xuất xứ rõ ràng, mới, ngon, không hôi dầu và dinh dưỡng cao để có thể đảm bảo cải thiện, nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình. Các bạn còn câu hỏi nào thắc mắc thì có thể bình luận ngay bên dưới video này. Các bạn hãy nhấn like nếu yêu thích video. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn cái chuông để có thể nhận được những video hữu ích trong những lần tiếp theo. Các bạn có nhu cầu mua hạt hạnh nhân chất lượng thì hãy liên hệ Hatsaha qua số điện thoại
0901 444 235 hoặc có thể kết bạn Zalo qua số này.